sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn/vietrachofficialstore. Cô gửi lời chào đến tất cả các em học sinh đang lắng nghe bài giảng ngày hôm nay. Như vậy, vượt qua hai thách thức số 1 và số 2 với các nội dung đọc hiểu văn bản và thực hành viết, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần về đích thông qua kỹ năng nói và nghe về chủ đề ngày hội với sách. Sau khi chúng ta đã thực hiện vai trò một người đọc thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ với tác giả, một người viết kiên nhẫn và sáng tạo, chúng ta hãy cùng là một diễn giả có khả năng thuyết phục cao để giới thiệu về cuốn sách yêu thích hoặc trình bày về một tác phẩm của mình. Với buổi học ngày hôm nay, các em hãy đem đến ngày hội với sách những bài viết, những tác phẩm mà các em đã sáng tạo nhé. Các em học sinh thân mến, các sản phẩm sáng tạo từ sách thì có rất nhiều. Cô nói chẳng hạn như là những bức tranh vẽ, những tập truyện tranh, poster giới thiệu nhân vật hay các hình thức tóm tắt tác phẩm. Và để có thể giới thiệu cuốn sách yêu thích, có thể thu hút được sự chú ý của người đọc, người nghe về tác phẩm, cũng như gợi hứng thú đọc sách với người nghe, thì các em cần phải giới thiệu được một số nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất là tên của cuốn sách, hoàn cảnh ra đời. Sau đó là những đặc điểm nổi bật về nội dung và nghệ thuật của cuốn sách đó. Cuối cùng là ảnh hưởng của cuốn sách tới em và sức hút của nó đối với độc giả. Và tiếp theo, chúng ta cùng nhau đi thực hiện, tìm hiểu về các bước tiến hành giới thiệu một cuốn sách. Đầu tiên là phần trước khi nói. Ở phần này, trước tiên thì các em cần phải xác định được mục đích nói của mình là gì và đối tượng người nghe là ai. Ở đây thì các em cần phải xác định mục đích nói của chúng ta đó là để giới thiệu cuốn sách yêu thích nhằm thu hút sự chú ý đối với tác phẩm và gợi hứng thú đọc sách nơi người nghe. Còn đối tượng lắng nghe, phần trình bày của chúng ta đó là thầy cô, bạn bè và những người quan tâm. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với phần chuẩn bị nội dung nói. Ở phần này thì cũng giống như phần tìm ý cho nội dung viết, các em có thể đặt ra và trả lời một số những câu hỏi để chuẩn bị nội dung cho phần nói của mình. Và các em có thể quan sát một số những mẫu câu hỏi chúng ta có thể thực hiện. Chẳng hạn như, sách là gì? Có những loại sách nào? Sách cung cấp cho ta hiểu biết về những lĩnh vực nào trong cuộc sống? Con người sẽ ra sao nếu thiếu sách? Làm thế nào để tạo cho mình thói quen đọc sách? Sau khi đã tìm được ý cho phần trình bày nói của mình rồi, tiếp theo các em cần phải có cái sự tập luyện. Các em có thể tiến hành tập luyện theo cá nhân hoặc là xây dựng các nhóm để cùng nhau tập luyện. Và trong quá trình tập luyện thì các em cần phải bám sát cái mục đích nói và đối tượng người nghe, cũng như là tận dụng có hiệu quả những cái ưu thế về các phương diện phi ngôn ngữ. Tức là trong quá trình nói, các em không chỉ sử dụng ngôn ngữ lời nói của mình mà còn sử dụng ngôn ngữ cơ thể, ví dụ như là ánh mắt, cử chỉ, phong thái, vân vân. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với phần trình bày bài nói. Ở phần này các em sẽ tiến hành trình bày lần lượt các ý đã được xác định ở trong đề cương bài nói của mình. Và trong quá trình trình bày bài nói, các em cần sử dụng những lý lẽ và bằng chứng cụ thể, đó là những bằng chứng mà được dẫn ra từ sách hoặc từ đời sống thực để làm sáng tỏ vấn đề. Cuối cùng là cần phải bộc lộ được những cảm xúc và thái độ phù hợp với nội dung của bài nói. Trong quá trình trình bày bài nói thì các đối tượng người nghe ở bên dưới sẽ tiến hành chấm điểm cho bài nói dựa trên những tiêu chí sau. Tiêu chí thứ nhất đó là chọn được quyển sách hay, có ý nghĩa. Tiêu chí thứ hai đó là trình bày thuyết phục về đề tài, nét đặc sắc về nội dung nghệ thuật của cuốn sách. Tiêu chí thứ ba đó là trong khi nói thì người trình bày nói to, rõ ràng, truyền cảm. Tiêu chí thứ tư đó chính là người nói sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ phù hợp. Tiêu chí thứ năm đó là có phần mở đầu kết thúc hợp lý. Và tiêu chí cuối cùng đó là sử dụng kỹ thuật nam xin khi trình bày bài nói, đó là xin chào, xin phép, xin lỗi, xin được và xin cảm ơn. Và phần số 3 đó là phần trao đổi về nội dung bài nói. Thì đối với phần trao đổi này, tất cả người nghe và người nói cần có thái độ cầu thị, nghiêm túc, lắng nghe, ghi chép, lựa chọn câu hỏi phản hồi phù hợp, trao đổi thêm sau buổi trình bày, tôn trọng những ý kiến đóng góp của đối phương đối với phần trình bày của mình. Và các em cũng có thể tiến hành theo dõi phiếu đánh giá theo tiêu chí về nội dung nói ở 3 mức độ: chưa đạt, đạt và tốt, và tiến hành chấm điểm cho phần trình bày nói mà các em lắng nghe. Với những hướng dẫn của cô, tiếp theo chúng ta cùng đến với hoạt động luyện tập. Ở hoạt động này, bài tập đặt ra cho các em như sau. Giới thiệu một tác phẩm do cá nhân tự sáng tác hoặc sưu tầm.
Đối với bài tập mà cô vừa đưa ra thì cô hướng dẫn các em cách thực hiện như sau. Về nhà thì các em sẽ cần phải tiến hành chuẩn bị, xây dựng đề cương cho phần trình bày nói của mình và tiến hành luyện tập trước ở nhà. Sau đó, các em có thể xây dựng thành các nhóm, tiến hành trình bày trước tập thể nhóm với cái phần giới thiệu tác phẩm do bản thân mình tự sáng tác hoặc bản thân mình tự sưu tầm được. Ngoài ra thì các em có thể tiến hành in cái phiếu đánh giá ra để cho đối tượng người nghe có thể quan sát, lắng nghe cái phần trình bày của mình và đánh giá một cách khách quan, chân thực nhất có thể. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong phần về đích với phần thực hành nói và nghe, nội dung ngày hội với sách. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã lắng nghe và theo dõi video bài giảng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong những bài giảng tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về sách.